Dạ xin chào anh chị nha, thì hôm nay đã là ngày 26 tháng 8 rồi, cuối tháng đã đến rồi. Thì cửa hàng Tàng Trung Gia Lai em đã có nhiều sự thay đổi mới á. Thì em xin quay chi tiết những chiếc xe đang có ở cửa hàng em. Thì anh chị nào mà có nhu cầu quan tâm á, cứ gọi tới bên em nha. Bên em sẽ gửi hình chi tiết để anh chị tham khảo ạ. Xe đầu tiên mà em giới thiệu tới anh chị đó là chiếc Starbuck 2014. Bên em đang ra với giá là 230 triệu, form nhỏ gọn, cũng số tự động anh chị nha. Mà đi trong phố nè, thì cũng có thể tham khảo thử xe này. Lên được cho mình là cái lót sàn đây, bọc vô lăng. Những chiếc xe này đời sau thì bên em cũng chỉ ưu tiên anh chị ghé xem xe và bán trực tiếp nha. Xe này về thực tế của bà dọn cho mình rồi. Anh chị nào quan tâm tới chiếc Spark này thì cứ ghé cửa hàng Gia Lai em. Đó. Ngoài chiếc này ra thì bên em có chiếc Matic để anh chị tập lái đây. Đó. Xe này thì bên bán có giá 69 triệu số sàn anh chị nha. Rồi, trước tiên em quay lại chiếc Brio RS 2019, odo khoảng 44.000. Xe form nhỏ gọn, máy xăng 1.2. Bên em đang bán với giá là 359 triệu baroque hồ sơ anh chị nha. Đó, tổng quan bên ngoài nè. Xe này là khách mua của bên em, xong quay đầu bên em đó anh chị. Khi mà khách quay đầu thì bên em luôn đưa ra một cái giá tốt để hỗ trợ anh chị. Tiếp theo là một chiếc Fair Deal bản bớt 2020. Bên em đang bán với giá là 329 triệu baroque hồ sơ, 28.000 cây anh chị nha. Thì phiên bản bay này sẽ khác với bản lớn này sẽ khác với bản bay là sẽ có những nút bấm ở trên vô lăng đây. Ngoài ra là khác cái mâm nữa. Xe này là biển thành phố, anh chị nào mở thành phố sẽ được đỡ được 20 triệu tiền nhập biển. Tiếp theo, một chiếc xe cũng form hatchback nhỏ gọn. i10 số tự động 2019 bản đủ, odo khoảng 25.000. Bên đang bán với giá là 345 triệu và rút hồ sơ. Đó, xe này thì anh chủ cũ người Bình Định rất là kỹ luôn. Bì còn chưa lột anh chị nha. Máy 1.2. Rồi tiếp theo là chiếc Wigo. Wigo này thì bên em đang cập nhật giá anh chị. Có giá là bên em đưa lên liền luôn. 2021 8.000 cây, số sàn, form nhỏ gọn. Đó, anh chị nào mà có nhu cầu á, trả góp hay là giao xe tận nhà thì cứ liên hệ tới các số điện thoại bên em nha. Rồi. Cửa hàng Gia Lai cũng đang rất là nhiều xe đó anh chị, rất nhiều sự lựa chọn anh chị tham khảo luôn. Đầu tiên là tiếp theo là chiếc Kia Morning bản đủ 2018 số tự động. Đang có sự điều chỉnh giá là 325 triệu giảm 10 triệu là 315 triệu nha. Đó, xe này có lên được là cam hành trình đây ạ. Bé rồi. Thôi em quay xuống luôn. Tiếp theo là chiếc Mirai số sàn, một chủ từ đầu. Xe này thì 2017 249 triệu, odo thì khoảng 86.000. Nội thất bên trong ạ. Là một chiếc Accent 2021 số sàn 9.000 cây. Bên đang bán với giá là 415 triệu ạ. À. Nội thất bên trong rất là mới luôn. Đó. Rồi, tiếp theo cũng một chiếc xe từ Bình Định. City RS 2021 40.000 cây, bên đang bán với giá là 499 triệu. Tiếp theo là chiếc i10 số tự động form hatchback 2020 46.000 cây, bên em đang bán với giá là 355 triệu. Nội thất chiếc City đây anh chị. Rồi, tiếp theo là chiếc i10 số sàn bản đủ 2021 cũng có sự điều chỉnh giá nha anh chị. 375 triệu giảm 20 triệu còn 355 triệu. Odo thì khoảng 13.000 thôi, số sàn bản đủ. Xe này thì cũng có cam 360 đây, cam tắp lề. Hoặc là chiếc Accent số tự động, xe là bản đặc biệt 2021 24.000 cây, 485 triệu giảm 10 triệu còn 475 triệu ạ. Thế là chiếc Mazda 2 2013. Xe này em đang để với giá là 299 triệu, odo thì khoảng 60.000 cây nha. Cũng form hatchback nhỏ gọn đi trong phố nè. Đây, chiếc tiếp theo là chiếc Kia Soluto số sàn
2019 lên được Điền Bi, ô đô khoảng 28.000 á. Bên em đang ra với giá là 329 triệu. Xe này có lấy được cho mình là cam hành trình luôn ạ. Đó, cam hành trình đây, màn hình OLED, bọc trần nè, bọc ni lông rồi. Tiếp theo là chiếc Kia Cerato 2019, 22.000 cây, bên đang bán với giá là 525 triệu. Máy 2.0 nha. Xe thì có cửa sổ trời đây ạ. Đây, nội thất của dòng Cerato rất là thể thao luôn. Có lót sàn nữa nè. Rồi, tiếp theo là chiếc Kia K3, cũng có sự điều chỉnh giá trong tháng 7 này. Riêng các dòng K3 trong cửa hàng em thì đang giảm giá 10 triệu nha anh chị. Đây, xe này là 10.000 cây, bên em đang có giảm là còn 629 triệu ạ. Tiếp theo là một chiếc xe K3 khác nha, nhưng mà bản GT Line, bản cao nhất rồi, cũng có sự điều chỉnh giá là còn 689 triệu xuống 679 triệu nha. Xe này Odo thì khoảng 18.000 cây thôi anh chị. Đó, nội thất ghế chỉnh điện, ghế rất là mới luôn. Hàng ghế phía sau rất là rộng rãi cho anh chị luôn ạ. Rồi tiếp theo là thêm một phân khúc hạng C nữa. Chiếc Elantra 2017, máy 2.0, bên em đang bán với giá là 459 triệu. Lên được cho mình là cái lót sàn rồi ạ. Đó, Odo xe này thì khoảng 58.000 cây. Odo 58.000 cây, có cửa sổ trời luôn ạ. Xe là màu trắng nè, anh chị có thể tham khảo để đi kèm gia đình và dịch vụ anh chị nha. Rồi, tiếp theo là chiếc lớp A 2020 bản bay. Đó, xe này thì bên đang bán với giá là 575 triệu, Odo thì khoảng 28.000 cây. Cũng có cho mình là cái lót sàn rồi. Đó, nội thất bên trong nè, rất là rộng rãi luôn. Rồi tiếp theo chiếc xe, thôi để em đi lên hết hàng trên đi. Xpander số sàn 2021, Odo khoảng 28.000 cả. Bên em đang bán với giá là 475 triệu, xe thì đã lên cho mình được là cam hành trình. Màn hình OLED nè. Đó, bì ở đây còn chưa gỡ luôn ạ. Cũng là xe màu trắng. Số sàn nha. Rồi anh chị có thể tham khảo em nói để đi gia đình và kèm dịch vụ. Rồi tiếp theo cũng là một chiếc Xpander khác, số tự động. Xe này thì bên em đang bán với giá là 535 triệu, cũng đã có sự điều chỉnh giá. Xe này giảm 20 triệu rồi đó. 2021. Odo thì khoảng 22.000 cây nè. Đó, nội thất bên trong. Ghế thì nó hơi xuống nha anh chị. Rồi. Rồi, một chiếc Xpander khác bên em đây. Xe này thì đã lên được cây mâm rồi nè. 2020 499 triệu. Odo xe này thì khoảng này 58.000. Nội thất bên trong có cho mình được là cái bọc trần rồi nè. Tiếp theo là hai chiếc bán tải bên em ạ. Đầu tiên là con Wheeljack nè, 2022, 2.000 cây, bên đang bán với giá là 900. Xe này thì cũng có cam 360 nè. Ở trong thì rất là mới luôn anh chị. Ghế chỉnh điện rồi, bì còn chưa lộ luôn ạ. Đây, bì bóng nó còn y nguyên. Ở sau đây cũng vậy. 900 triệu nha anh chị. Rồi, tiếp theo là chiếc xe BT50, số sàn 2 cầu 2019, bên đang bán với giá là 469 triệu. Odo thì khoảng 60.000. 65.000, 65.700 nha. Odo chính xác đó anh chị, cũng lên cho mình được là cái cam hành trình nè. Màn hình giấy tiếp rồi. Số sàn 2 cầu là Kia Carnival 2.2, bản Signature, bên đang bán với giá là 1.390 triệu. Lên được cái mặt ga lăng nè, Odo khoảng 15.000 cây nha anh chị. Đây, chọc sản chốc Sài Gòn em còn hai chiếc nữa, một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu đen nữa, đó cũng cho mình là cái cam hành trình nữa.
điểm đặc trưng của Carnival. Cửa luôn. Rất là tiện nghi, rộng rãi, thoải mái. Đi đường xa, khi đi du lịch thì anh chị tham khảo em này rất là hết sảy luôn. Tiếp theo là một chiếc 7 chỗ khác nha. Mitsubishi Outlander 2.0 2021 bản tiêu chuẩn. Odo khoảng 28.000 cây, bên đang bán với giá là 689 triệu. Xe này thì bản tiêu chuẩn nhưng mà đã lên được cho mình là cái bộ ghế da. Cũng lên cho mình là cái cam hành trình đây ạ. Bọc trần nè. Màn hình theo xe rất là to rõ đây ạ. Con này thì nó sẽ rộng rãi. Rộng rãi hơn Xpander. Đó, 7 chỗ. Đây, cốp sau. Đó, còn bạn có bác theo xe luôn anh chị. Rồi, tiếp theo là chiếc một chiếc Xpander khác đang có ở cửa hàng em luôn. Xe này thì đời 2019, Odo em nó thì khoảng 60.000. Đây, nội thất bên trong ạ. Xe này thì cũng lên được cho mình là cái cam hành trình này, bọc trần ạ. Bên em đang bán với giá là 489 triệu anh chị nha. Cũng đã có sự điều chỉnh giá giảm 10 triệu rồi. Tiếp theo là cặp xe màu đỏ đây. CRV bản cao nhất, mã L 2021, 18.000 cây. Bên đang bán với giá là 889 triệu. Cũng đã có sự điều chỉnh giá rồi. 889 triệu giảm 10 triệu là còn 879 nha anh chị. Bên trong ạ. Có cửa sổ chờ luôn ạ, rất là mới. Trong Sài Gòn thì em cũng đang còn một chiếc màu xanh đen, màu đỏ. Đó, CRV đang tồn phải 3-4 chiếc đó. Thì anh chị nào mà cứ thích màu này thì cứ gọi tới bên em nha. Rồi, tiếp theo là chiếc Sonet 2022 mà 9.000 cây. Máy xăng 1.5 ạ. Giá là 565 triệu, gầm cao 5 chỗ, nhỏ gọn 1.5. Rồi. Tiếp theo là một chiếc 7 chỗ khác tới từ thương hiệu Toyota luôn. Cruz 2018 48.000. Bên đang bán với giá là 489 triệu, đã giảm 10 triệu rồi nha anh chị. Cũng lên được cho mình là cái cam hành trình này. 7 chỗ nhỏ. Xe này thì máy xăng 1.5. Hàng ghế phía sau cũng khá là rộng rãi, cao ráo luôn ạ. Rồi, tiếp theo là một chiếc Kia Rondo 2020 số sàn. Odo thì khoảng 16.000 cây thôi. Bên đang bán với giá là 449 triệu. Màu bạc thì cũng hợp để đi gia đình hoặc đi dịch vụ đó anh chị ạ. Đó, nội thất rất là mới luôn. Rồi. Tiếp theo là chiếc Toyota Avanza số sàn 2022 19.000 cây. Bên em cũng đã có sự điều chỉnh giá là 499 triệu, giảm 10 triệu là 489, Baroque hồ sơ. Đó. Cũng lên cho mình là cái lót sàn này. Bọc trần luôn. Đó. Thì tất cả giá bán bên em thì anh chị về sẽ kèm theo hai cái phí là bấm miệng và ra tên anh chị nha. Dạ, vừa rồi thì em vừa giới thiệu những chiếc xe đang có đang cửa hàng ở Toàn Trung. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ gọi cho em Vy nha, 0928 325 679 để gặp Vy, hoặc 0929 325 679 để gặp Xuyên, hoặc 0777 262 609 để gặp Khoa. Thì mình cần tư vấn chi tiết về xe nào đó, mình cứ chụp lại màn hình và gửi tới Zalo cho bên em nha. Thì bên em sẽ tư vấn rõ hơn về thông tin này kia cho mình để tham khảo ạ. Ngoài ra thì cửa hàng em hỗ trợ trả góp cho mình xe ở một số tỉnh thành á. Thì anh chị nào có nhu cầu cứ nhấc máy lên và liên hệ cho bên em nha. Rồi em xin kết thúc clip của mình tại đây và xin chào anh chị nha.